Hôm nay nhờ mấy chú nè, vô hướng dẫn tôi làm, thấy tới nay thấy cái hiệu sức hiệu quả thì thấy bông nó ra rất nhiều. Chào mừng quý bà con đã trở lại video tiếp theo của trung tâm cây giống. Ngày hôm nay Ly và anh Nokia đã có mặt tại vườn làm trái na thái nha. Những cái video trước thì bên trung tâm cây giống có hướng dẫn cho quý bà con chúng ta tại vườn cách cành như thế nào, làm trái na như thế nào, và giai đoạn này là giai đoạn dưỡng hoa. Thì ngày hôm nay Ly và anh Nokia đã quay lại khu vườn của chú Sáu. Khu vườn này là 300 cây na thái nha. Anh Nokia cũng đang xem cái tỷ lệ đạt nó như thế nào ha. Thì giờ Ly sẽ nhờ anh Kia chia sẻ cho quý bà con chúng ta giai đoạn tiếp theo dưỡng hoa như thế nào. Cái giai đoạn mà chúng ta dưỡng hoa trên cái cây na hoàng hậu như thế nào để cho đạt hiệu quả hay quý con ha. Thì sau khi cái quá trình mà chúng ta tạo mầm các kiểu quý con, thì hiện tại giờ đang hoa đang ra nè. Hoa đang ra nè, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Và có những cái số hoa thì nó cũng hơi lớn lớn to to hay quý con ha. Đó thì mời anh camera đi cùng với Kia ha. Chúng ta đi khảo sát một vòng đi ha. Đó thì sẽ chia sẻ cho quý vị con. Đây cái cây này nó cái chồi nó hơi ra nhiều nè. Đúng rồi, nên nhìn cái hoa này nó rõ. Rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp. Mỗi một cái chồi mới ra thì nó sẽ kèm theo là hai ba bông á. Hầu như là chồi nào nó cũng ra hoa hết đây. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều. Rồi anh camera ơi, đi mình đi qua đây nữa ha. Lúc trước thì vô thì thấy chưa cắt tàn á, nhìn nó sum sê ha, giờ cắt tàn xuống rồi nhìn nó không thoáng ra hết bà con. Đây cũng như đây này. Đó. Quý con thấy ha. Cái quá trình mà chúng ta tạo mầm mà nó đúng liều đúng lượng quý con. Đó. Thì hoa nó ra rất là đẹp, những cái chồi này nó ra là hầu như là nó sẽ kéo hoa theo thôi. À, cây na thái quý con biết rồi, là nó cực kỳ là nó khó trong quá trình bọn ta giữ được cái hoa. Hoa nó ra nhiều rồi bọn ta, quan trọng là giữ được cái hoa hay không. Cái đó mày mới đem lại một cái năng suất cao nhất á. Đó. Thì ở giữa hoặc cuối cuối video ha, thì Kia chia sẻ cho quý con một cái cách mà chúng ta để quản lý ha, chúng ta quản lý cái hoa để cho nó hạn chế, thứ nhất là nó bị hư hoa, và thứ hai là nó bị rụng hoa ở cái giai đoạn mà hoa nó đang hình thành như này. Đó. Thôi mình cùng đi ha. Đi đi chú Sáu. Đây là chú Sáu, chủ vườn ha bà con. Thôi thì sẵn đây video này luôn ha, trước khi mà Kia chia sẻ cho tất cả quý con, thì con cũng mời chú Sáu ha. À, cũng chia sẻ đôi lời cho quý vị và con trong cái giai đoạn mà chúng ta xử lý hoa này chú Sáu, vì bản thân của chủ nhà vườn, chủ đầu tư, mình thấy đạt hiệu quả không chú? Thì từ hôm năm rồi á, đúng là tôi không biết, tôi là xử lý nó không có ra hoa mà không có đầu trái. Năm nay nhờ mấy chú thì vô hướng dẫn tôi làm, thấy tới nay thấy cái hiệu sức hiệu quả thì thấy bông nó ra rất nhiều. Thấy rồi cây trồng mà từ nay rồi 3 năm rồi mà chưa có thu hoạch gì thêm, nó cũng nôn nao lắm. Bây giờ thấy có bông rồi đó thì thấy mừng rồi đó. Đúng như là chú trồng 3 năm rồi nhưng mà chú làm trái không đạt, hay là chú để cho nó ra trái tự nhiên hay sao chú? Đâu có làm trái mà tự làm nó không có đạt. Dạ. Coi trên mạng chỉ cách làm đó mà cũng làm mà nó không không có ra bông mà dạ. Không ra trái. Người ta làm, người ta cũng hướng dẫn cho mình mà mình làm không đạt hiệu quả đúng không? Ừ, bởi vì cây mình dòm vô mình không biết là dụ cái lá nó ra sao rồi mình sẽ tuốt ra sao. Dạ, hôm nay dạ. Cũng nhờ mấy chú đây có hướng dẫn là khi cắt rồi em sẽ tuốt. Hôm nay tôi thay mới 2 thằng thuốc tạo mầm. Dạ dạ. Đấy. chú bây giờ chú có thể chia sẻ cho quý bà con hồi đợt trước anh Kia cho chú phun phân thuốc gì không chú? Một phun 3 loại, một dạ. Loại là gì siêu tạo mầm á, thứ hai nữa cái loại là 10 16 10 10 16 10 10. À thêm loại thứ ba nữa chú nhớ không? Loại thứ ba là cái loại MKB không? MKB. À đúng không? Đúng ba loại đó không? Dạ. Dạ. Chú phun mấy lần rồi chú? 2 lần. À chú phun 2 lần. Mỗi lần cách nhau 7 bữa. Dạ. Chú mới phun có 2 lần mà chú cảm nhận là chú thấy rất là đẹp ha bà con. Thì anh Kia hướng dẫn cho chú là phun 3 lần. Nhưng mà chỉ phun có 2 lần mà chú thấy nó ra quá chừng luôn. Dạ, rồi tôi cảm ơn chú Sáu rất là nhiều ha. Dạ. Thôi thì mời anh camera ha, cùng Kia đi dạo một vòng đi ha. Thì chúng ta chia sẻ cái kỹ thuật cho quý bà con luôn. Cái cây này hình như lần trước mình cắt trước nè. Đúng rồi, cái cây mình cắt trước nè. Cắt trước mà chú bỏ nè, nên mấy ngày tới chừng cắt cái kia mới sẽ tuốt luôn. Dạ, nên cái cây này chừng nữa nó không đạt bằng kia, tại vì mình cắt trước mình để thời gian nó bỏ lâu quá. Lâu bỏ nông cả tuần lễ dạ. Thì tuốt.
Bữa hôm mình cắt hai cây này nè, hai cây mẫu nè, hai cây nó cũng vẫn kéo hoa nè, nhưng mà nó không có đạt, nó ra nhưng mà nó sẽ ít hơn. Đây là quý con thấy ha, đó thì đây là một cái kéo hoa nè, đó, cái hoa đằng lớn nè quý con nè ha, đó đằng lớn nè, đó, nhưng mà nó bị hư nè quý con, mà quản lý không được ha là nó sẽ rụng rất là nhiều. Đó thì bên cạnh đó ở ngoài quý con thấy nó bị thắng thư bông đúng không, còn ở bên trong nó ra sao, đây là kia cho quý con thấy ha, đó cái con này nè. Trời ơi, cái con này nè. Cái con này nó phá hại nè. Đâu biết đâu. Phá hại nè quý con ha. Phá hại nè. Thì cho nên là cái núm hoa ở trong quý con. Cái núm hoa ở trong nó hầu như là hơi bị đen đầu nè. Đó. Nó hết nhựa luôn rồi. Đó. Con này nó ăn hết cái phần nhựa non ở trong luôn rồi. Đó, đúng không? Đó, quý con thấy ha. Đó, nó bay đó. Rất là giỏi luôn, nó bay rất là giỏi luôn. Đó thì mà chúng ta tiêu diệt cái con này mình mới đem lại một hiệu quả cao nhất thôi. Dạ. Mấy cây này thì nó đạt rồi nè, chỉ có hai cây làm đạt trước mà chú bỏ nên nó không đạt thôi. Vì em trước nó mới xịt thuốc, còn xịt sau, còn dạ, chẳng xịt luôn. Còn cái này thì cái này là xịt sống lại. Mà cái cây này thì có mấy cây này có xịt cũng xịt sâu, có xịt sâu với. Dạ. Nói rồi thôi mình ở đây đi cái anh camera ha. Đó, thì ở đây là cũng là một số bông nó cũng tầm vừa ha. Tầm vừa mà để đúng cái thời điểm mà mình chia sẻ cho quý con luôn. Đó thì quý con thấy khi mà cái đọt ha, cái nhánh cây cũng như là cái hoa mà nó ra tầm khoảng cỡ vừa vừa như này ha. Đó, thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà mẫn cảm nhất đối với cái thứ nhất là về cái bộ trĩ, nó gây hại là cái gì, gây hại cái lá ha. Đồng thời nữa là cái nếu mà trường hợp rơi vào những cái mùa mưa quý con ha, thì cái tháng thư lá rất là nhiều. Đây để kia coi cái lá nào nó có bị tháng thư. Chị Ly qua hai cái lá bị cháy vừa đó giùm em ha. Lá cháy đen đó chị. Đó thì quý con thấy ha, khi mà cái lá non này nó ra là quý con ha, nếu mà trường hợp cái tháng thư mà bị tấn công nhiều quá, nếu mà mình không chỉ kịp thời trước cái thời điểm đó ha, thì sau này thì nó sẽ bị giống như thế này nè quý con. Nó giống như thế này ha. Bắt đầu nó bị cháy lá, nó hư rồi. Khi mà cái lá này nó hư rồi thì cái khả năng này ha, nó nhất là gì, nó quang hợp để nó nuôi cái bông thì nó sẽ yếu dần đi, thì cái bông của mình nó cái sức sống của hoa nó sẽ bị hạn chế đi, nó kém đi. Đó thì cái hoa của mình sau này nó sẽ không đạt hiệu quả. Đó là cái vấn đề thứ nhất về cái nấm bệnh ha quý con. Và cái bộ thủy đó. Thì quý con giai đoạn này thì quý con phun cho kia là những cái loại thuốc mà chuyên trị về cái nấm bệnh, như là cái siêu nấm siêu khuẩn ha, và cái thuốc mà chúng ta phun là đặc trị ha, đặc trị cái con bọ dồi dôi và cái bộ thủy ha, thì quan trọng nhất ha quý con ha. Rồi, từ đó thì là cái vấn đề thứ hai về cái nấm bệnh và cái bộ trĩ gây hại. Chú thì còn cái vấn đề thứ ba nữa quý con, vấn đề thứ ba nữa thì khi mà cái lá nó ra, cái lá nó ra thì ngoài cái kéo đọt mà đọt nó chưa ra hoa nó thư, lá cái này là cái hoa nó bông đó. Thì quý con phun thuốc dưỡng lá cho kia ha. Đó thì cũng cái bông đó này. Cái mai nhây kẽm này nó đang nhú rồi. Cái mai nhây kẽm ha, thì quý con phun vào cho cái lá nó dày lên ha, nó bự lên, nó dày lên. Đó thì cái khả năng mà quang hợp mạnh của lá đúng không, là nó sẽ tạo lên mọi cái điều kiện cũng như là cái sức đề kháng mạnh lên để cho nó nuôi được cái bông. Khi mà cái lá của mình dày thì nó quang hợp mạnh, còn cái lá nó mỏng như thế này thì cái sức mà quang hợp nó rất là yếu thì vẫn ảnh hưởng đến là cái hoa đó. Thì muốn bảo vệ được một cái hoa cho nó mạnh khỏe và cho nó xuống trái, cho nó tốt đẹp ha, thì nó hội tụ qua những yếu tố mà Kia mới vừa chia sẻ cho tất cả quý vị con. Nhất là gì, Kia nhắc lại, nhất là gì, bệnh tháng thư lá thứ hai là tháng thư bông cái thứ ba là gì, là cái bọ trĩ và cái con bọ dồi dôi nó hại cái nhĩ bông, cũng như là Kia mới vừa chia sẻ cho quý con thấy cái con nhỏ như cái bọ dồi dôi, như nó bay rất là dồi cho nên là chúng ta phải phòng nghị trị trước cái thời điểm mà nó phát triển thì tiếp theo vấn đề tiếp theo nữa thì chúng ta hãy dưỡng cho cái lá cho nó xanh, cái lá nó bự ra nó xanh nó dày đó, thì cái chai mai nhây kẽm hoặc là bo con siêu gì kẽm ha, thì quý con phun vào cho Kia. Thì có cái hàm lượng bo quý con ha, thì nó nuôi được cái nhất là gì,
nuôi được cái túi phấn, cái túi phấn của hoa cho nó mạnh lên, thì nó chống chịu lại những cái thời tiết mà bất lợi như là mưa dầm kéo dài hoài thì cái túi phấn nó rất là lạnh. Thì cho nên là mình nuôi túi phấn lên để cho túi phấn nó mạnh, để giúp cho cái quá trình mà thụ phấn của con để cho nó mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên để cho cái quá trình mà đậu trái diễn ra để cho nó đạt cái chất lượng hơn. Một vài cái ý kiến mà Kia muốn chia sẻ cho tất cả quý bà con hoa trên cái cây mà Na Hoàng Hậu như thế này ha, thì quý bà con nên lưu ý cho Kia những cái vấn đề này để cho mình áp dụng vào cái vườn cây ăn trái của mình sau này ha, để cho nó đạt hiệu quả hơn ha quý bà con. Thì Kia cũng cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi cái những lời chia sẻ của Kia ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh Nokia rất là nhiều. Giai đoạn này là giai đoạn dưỡng hoa nha bà con. Thì quy trình làm trái na thì nó cũng có rất là nhiều giai đoạn, thì những cái giai đoạn nào mà bên trung tâm cây giống đến dưỡng hoa, dưỡng trái và nuôi trái và bón phân như thế nào thì Ly sẽ cập nhật và up lên hết nha. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để luôn luôn theo dõi những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống up lên. Còn bây giờ Ly và anh Kia xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.